Trong khi đó, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đã ra quyết định ngưng toàn bộ hợp tác dân sự và quân sự với Nga. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết các kênh đàm phán ngoại giao với Moscow vẫn mở thông qua Hội đồng Nga-NATO. Khi được hỏi liệu quyết định ngừng hợp tác với Nga của NATO có ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên tại Afghanistan trong các lĩnh vực như huấn luyện chống khủng bố, duy trì tuyến đường tiếp vận cho lực lượng quốc tế hay đơn vị trực thăng của quân đội Afghanistan, ông Rasmussen bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa các bên vẫn sẽ được duy trì. Các vấn đề tại Afghanistan có sự tham gia hợp tác của nhiều quốc gia. Tôi cho rằng Nga có lợi ích trong các nỗ lực chống nạn buôn bán ma túy tại nước này của lực lượng quốc tế. Tôi cũng hy vọng các dự án hợp tác chung với Nga vẫn sẽ được triển khai, vì chúng tôi đều có mối quan tâm đến việc thực hiện thành công sứ mệnh tại Afghanistan. Liên quan đến mối quan hệ Nga-Ukraine, đặc biệt là thông tin cho rằng Moscow đang tập trung quân đội ở khu vực biên giới với nước láng giềng, ông Rasmussen cho biết hiện không thấy bằng chứng nào về việc Nga đang rút lực lượng khỏi biên giới với Ukraine. Theo ông Rasmussen, quan hệ đối tác NATO-Nga sẽ không thể còn như xưa nữa. Mối quan hệ Nga-NATO đã bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong thời gian qua, NATO đã thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev bằng cách tổ chức các cuộc tập trận, mới nhất là cuộc diễn tập không quân trên bầu trời Estonia, Litva và Latvia. Mỹ cũng đã đề nghị Romania cho phép tăng quân Mỹ đóng tại căn cứ không quân Constanta ở Biển Đen lên 1.500 binh sĩ. Trong khi đó, đáp lại những động thái của NATO và Mỹ, hạm đội phương Bắc của Nga đã tiến hành diễn tập phòng không với các bài tập trận bắn tên lửa cao xạ và những mục tiêu mô phỏng trên không ở Địa Trung Hải.